Thưa quý vị, liên quan đến việc khắc phục sự cố nước sạch sông Đà, theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, dự kiến ngày hôm nay 20 tháng 10, toàn bộ ban quản trị tòa nhà chung cư có dân ở, tòa nhà văn phòng, nhà riêng thuộc vùng cấp nước của nhà máy nước mặt sông Đà trên địa bàn các quận, huyện như là Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Quốc Oai, Thạch Thất, trừ những khu vực đã được cấp nguồn từ nước sạch do công ty nước sạch Hà Nội cung cấp sẽ hoàn tất việc thau rửa toàn bộ bể nước ngầm, bể nước chứa trên nóc nhà tại các tòa nhà hộ gia đình. Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố tẩy mẫu nước lại tại nguồn, tại nhà máy, tại các bể chứa tăng áp, tại các vùng dân bị ảnh hưởng để tiến hành xét nghiệm nước hàng ngày và công bố công khai hàng ngày để người dân được biết.